Thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa thì năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nên học sinh Đà Nẵng vẫn chưa thể trở lại trường học. Điều mà nhiều phụ huynh học sinh lo lắng ở thời điểm sắp bắt đầu năm học là việc truyền đạt kiến thức bằng hình thức dạy học trực tuyến có thực sự hiệu quả hay không. Phản ánh của phóng viên thời sự. Một mình nuôi hai con nhỏ, trong đó có một cậu con trai sắp vào lớp 1. Chị Bùi Thị Bích Hằng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, không giấu được niềm lo khi năm học mới sắp sửa bắt đầu. Cảm thấy mình may mắn khi mua được hai bộ sách giáo khoa cho con trước thời điểm thành phố siết chặt giãn cách xã hội. Nhưng chị Hằng vẫn băn khoăn, không biết con sẽ học trực tuyến như thế nào, nhất là với học sinh tiểu học. Lớp 1 là chưa biết là học online, bao giờ mà lớp 2, lớp 3 cũng phải. Tại vì học nhiều lớp mà có 30 mấy, 40 đứa mà học thì lộn xộn. Trong hiện tại thì em không có đủ điều kiện cho hai cháu học online, tại vì một mình em mẹ đang tăng nuôi con nên không có thể cho được. Vì em có một cái điện thoại di động cho mắt, em không có máy tính hay là máy tính bảng cái gì đó. Dù đã có thời gian làm quen với việc học trực tuyến ở các năm học trước, khi việc học tại trường phải tạm ngừng vì dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều học sinh phổ thông vẫn cho rằng học trực tuyến rất khó để đạt được hiệu quả như khi học trực tiếp. Bây giờ đại dịch là mình phải học qua các phần mềm ứng dụng để có thể tiếp thu bài, thì là em vẫn thấy là do năm ngoái đã học như thế này rồi thì em cũng thấy quen. Nhưng mà em cảm thấy sự bất tiện cho chúng em là cái việc là thu nhập bài giảng nó không được tốt khi ở trên lớp. Trước nhiều băn khoăn của phụ huynh và học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết, quan điểm của Sở là dạy, học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ, chứ không phải là hình thức chủ đạo, và Sở sẽ liên tục có những hướng dẫn tùy theo tình hình dịch bệnh. Hai tuần đầu tiên là hai tuần các trường dạy học trực tuyến để giúp cho tất cả các em học sinh ôn tập lại những kiến thức. Sau hai tuần, nếu như mà các em chưa được đến trường, thì các em sẽ được các thầy cô hướng dẫn các nội dung chương trình mới. Đối với những học sinh chưa có điều kiện hoặc khó khăn hơn, thì ngành cũng đã làm việc với các đơn vị trường học là sau khi các em học sinh đi học lại, rà soát cụ thể để có thể hỗ trợ cho các em về mặt kiến thức để đảm bảo là không có một sự vênh lệch giữa kiến thức cơ bản đối với tất cả các em học sinh. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1, lớp 2 phải đảm bảo phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, chỉ tổ chức khi nhà trường đảm bảo đủ điều kiện về dạy học, về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến, không gây áp lực đối với học sinh.